bạn nó qua nhà em chơi, xong hai đứa đang ngồi coi tivi thì bạn quay qua bạn kêu Bi, tao thích mày, mày làm người yêu tao nha. Nghe bạn nói xong câu đó em chết đứng luôn. Thì tối bạn nó mua bánh ngọt, lúc đó cũng 8 giờ rưỡi tối. Em mới nói là thôi trễ rồi mày đừng về nữa, vô nhà ngủ với tao đi. Mà kêu vô nhà ngủ là cũng có vấn đề đó nha. Tắt thì... đèn hiểu không? Đâu có biết được chuyện gì xảy ra. Rồi là em bữa đó em bị lụm rồi. Chắc luôn. Hồi trước là em có viết một cái kịch bản phim, gọi mời mấy bạn tới casting phim của em thì có bạn này nữa. Em nhìn em ghét lắm luôn á. Em nói thôi loại đi, không cho vô vai đâu. Từ hôm đó là chị em chơi với nhau luôn. Tới một cái ngày định mệnh là rồi, cái bùng gì luôn. Tới nó tới luôn. Cho anh hỏi về câu chuyện khi mà PB còn bé đó, em phát hiện ra bản thân của mình từ lâu chưa? Em phát hiện ra bản thân của mình là từ năm em học lớp 6. Khi mà em vào cấp 2, em được xếp ngồi chung với lại một bạn nữ, cứ chơi thân với nhau tới năm lớp 8. Có một cái vấn đề xảy ra là em với bạn đó không có chơi với nhau nữa. Bởi vì lúc đó là em được trường cho đi thi hát, rồi những cái hoạt động văn nghệ của trường thì cũng được nhiều bạn nam để ý. Cái là mấy bạn đó cứ theo ghẹo nè, rồi mua bánh, mua nước cho em ăn. Thì bạn nữ đó mới thấy là chắc phiền quá nên là thôi giãn em ra, không nói chuyện với em nữa. Em có hỏi bạn đó về lý do đó không em? Dạ không luôn. Lúc đó là thời gian đó hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Em chuyển chỗ khác ngồi. Nhưng mà em không thấy tiếc cái tình bạn đấy hả Vi? Kiểu mình đang thấy vui vui với lại mấy bạn nam này nên là em không có suy nghĩ tới bạn đó. Nhưng mà lên tới năm lớp 9 thì em mới nói với bạn á là thôi năm cuối rồi, bây giờ tao với mày có cái gì mà không có hiểu về nhau á thì bây giờ tao với mày nói chuyện lại với nhau. Thì bạn mới kêu là tao không có gì khó chịu với mày hết, chỉ là thấy lúc đó cái khoảng thời gian đó mày có nhiều người để ý quá đi, thì nếu mà thêm tao nữa thì cũng thừa. Ủa gì kỳ vậy? Nên là bạn tự giãn em ra chứ cũng một phần không phải là do em giãn bạn ra. Nhưng mà cho chị hỏi bạn đó giới tính gì cưng biết, lúc đó cưng biết không? Dạ không. À cưng chưa nghĩ gì hết. Dạ. Cưng nghĩ là bạn đó là một người con gái bình thường. Dạ đúng rồi. Tiếp theo câu chuyện đó là gần học kỳ 2 của lớp 9 thì bạn đó mới nói em là Bi ơi tao muốn đi cắt tóc. Nên là... Hồi nãy giờ đã cho thấy rất là nghi ngờ. Em dắt bạn ra tiệm cắt tóc thì em đã làm một điều rất là sai lầm là em cho bạn cắt tóc bơm bê mái ngứa xong rồi phòng. Qua ngày hôm sau em đi học thì em không thấy bạn tới lớp. Em mới nhắn tin em hỏi ủa sao nay mày không đi học. Nó nhờ cái đầu của mày tao không dám đi học. Là bạn trốn ở nhà luôn. Bạn đó vẫn nghỉ ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Qua tới ngày thứ ba bạn đó đi học lại thì em nhìn em hết hồn luôn. Cạo sát hai bên xong rồi ở trên thì vuốt keo dựng. Là ạc bánh này dựng dạ, lên đúng bên rồi. Đây là cắt đẩy đưa sát luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Rồi hiểu luôn ha. Em hiểu rồi. Hiểu luôn rồi đó. Em mới nói là vậy không nãy nó. Hồi đó mình không nghĩ là dùng từ là lép hay gì. Mình nói ôm môi. Đó. Xong rồi vừa thi xong, đợi kết quả thi lớp 9 để tốt nghiệp á, bạn nó qua nhà em chơi. Xong hai đứa đang ngồi coi tivi thì bạn quay qua bạn kêu Bi, tao thích mày, mày làm người yêu tao nha. Nghe bạn nói xong câu đó em chết đứng luôn. Em không trả lời luôn. Em bị khựng luôn. Cái bạn nói thôi giờ mày ăn cái gì tao dắt mày đi ăn. Cái là đánh qua chuyện khác. Thì tối bạn nó mua bánh ngọt, lúc đó cũng 8 giờ rưỡi tối. Em mới nói là thôi trễ rồi mày đừng về nữa, vô nhà ngủ với tao đi. Em nói kêu hả? Dạ. Em biết người ta như vậy mà em vẫn kêu người ta vô ngủ với em gì vậy trời. Em lúc đó em không nghĩ là cái cảm xúc em là sao mà em rủ bạn đó vô ngủ chung với em. Kiểu lúc đó là trời cũng đang mưa lất phất á thì em sợ là bạn đi về dính mưa. Cho là dính mưa biết người ta thích mình. Dạ. Mà kêu vô nhà ngủ là cũng có vấn đề đó nha. Nhưng mà thật ra lúc đấy Pi có cảm tình gì với bạn đấy không? Em cũng thấy mến bạn. Tại ngủ lại nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Dạ. Tắt thì... đèn hiểu không? Đâu có biết được chuyện gì xảy ra. Hai cái chăn mạnh đứa nào đó ngủ. À. Dạ, tới sáng bạn đi về hết chuyện. Trong sáng nha. Dạ, rất bạn là trong sáng hoàng. Luôn. Rồi. Tại do em biết sao đàng hoàng. Thứ nhất là bạn đã mới bắt đầu xác định được cái giới tính mình, giống như biết lâu rồi nhưng mà bắt đầu mới bung ra. Thì bạn đã chưa có trải qua nhiều cái cuộc đi chơi. Dạ. Chứ nếu như bạn đã từng trải qua những cuộc đi chơi đó xanh rồi là em bữa đó bị lụm rồi. Chắc luôn. Mà kêu vô trời mưa nó rất phút mưa bay mà ở trong tắt đèn. Trời ơi, đúng tủ luôn rồi. Hên cho em nha. Sau cái bạn đó em có quen một bạn nữa. Thì em quen cái bạn này cũng được 2 tháng thôi. Em quen với cương vị em là người nam.
Em đóng vai nam. Dạ, bạn kia là nữ. Mỗi ngày bạn đó cứ nũng nịu rồi em bị mệt á. Ngày nào cũng chồng ơi chồng ăn gì chưa, sao hôm nay chồng không nhắn tin em, bộ đang bận gì hả, hay là đang đi đâu đó. Nhảo quá phải không? Em mệt luôn á, em rất mệt luôn. Thì em đóng vai chồng em phải như vậy thôi. Dạ nhưng mà bạn nhảo quá, em bị mệt. Thì em nói là em ơi bớt nhảo đi, nhảo anh mệt. Chia tay đi, mệt quá, không quen nữa. Là chia tay hôm đấy luôn. Mệt mỏi quá đúng không? Mệt mỏi quá. Dạ bởi vì bạn nhựa quá đi. Nếu như bạn đã ước gì là bạn đó chị nghĩ chắc phải là gái thẳng chứ. Thật ra là cái việc điệu hay không nó thuộc vào tính cách các chị. Nhiều người con gái thẳng cũng đâu có điệu dữ vậy đâu. Rồi bây giờ Khoa, bây giờ nhân vật Giang xuất hiện rồi. Thì cho anh hỏi về cái câu chuyện tuổi thơ của Giang trước đã. Em phát hiện được là giới tính từ khi em còn nhỏ xíu rồi. Là em rất là thích những người con gái mà kiểu lớn lớn tuổi, đứng tuổi một chút xíu. Cho đến lớp 4, lớp 5 gì đó em bắt đầu thực sự là có tình cảm như nam nữ luôn với một chị trong khoảng 3 năm mà em không có nói. Tức là em yêu đơn phương. Dạ đúng rồi. Mà chị đã biết cưng thích chị đó không? Em nghĩ là không. Tại vì ba mẹ em với ba mẹ của chị đó là chơi thân. Cho nên em rất là sợ, là không có dám nói ra từ đây đến bây giờ luôn. Cuối năm em học lớp 9 thì một bạn là lúc đó là em cảm nhận tình cảm đúng nhất. Bạn này rất là đặc biệt, là tại vì bạn ship em với một bạn khác, bạn nữ khác mà bạn ship nhiệt tình luôn. Mà trong khi là thích em mà làm vậy. Em không biết là lúc đó bạn đó có thích em hay không nữa. Nhưng mà bạn đó rất là nhiệt tình trong mọi trường hợp luôn. Đến mức mà trời đổ mưa, cái bạn nữ mà em thích đứng chờ ở ngoài mưa như vậy á, bạn kia bạn không ra. Thế cuối cùng hai đứa phải đi về. Thì đang có thích đó Tùng, có thích mấy vậy? Thích thì gì lại làm giống như cao thượng á, hay chơi chiêu là thích. Mà thích giống như mà biết cái người mình yêu mình thích cái gì đó, anh thích gì không là vậy này, em dẫn anh đi, anh nhiệt tình để hiểu không? Nhưng mà biết để khi một lúc nào mà hai người đó không thành thì nhảy vô. Có bao giờ chị thử cái chiêu cao thượng đấy chưa? Cái vấn đề đó chị thực sự ngày xưa hao, nếu em hỏi chị này, ngày xưa chị từng yêu một người mà chị không dám nói, chị có một nhỏ bạn gái thân, chị cũng hay vậy đó, chị cũng biết cái bạn chị thích, chị cũng đưa qua vậy đó. Chị có ngày xưa chị có vậy, yêu cái kiểu yêu cao thượng đó, bạn đó nó thích em mới làm vậy đó. Tại vì bạn đó biết là nếu như người ta yêu một người đó mà nhìn người yêu mình hạnh phúc, người ta hạnh phúc thêm. Còn nếu không hạnh phúc được thì mình nhảy vô nó dễ hơn, là cái người kia sẽ rung động là một người quá tốt thương yêu lo lắng mình, tức nó mà đi tìm người yêu cho mình đó. Cái đó là chơi chiêu cao hơn đó cưng. Cuối cùng là cái cô kia không ra thì cô này có ra, bạn... bữa đó có ra, bạn em thích có ra. Xong hai đứa chở nhau về. Vài ngày sau thì bạn đó có nhắn tin lại với em, bạn đó nói là cái bạn nữ mà em thích á nói rằng em là người tốt cho nên muốn là bạn này quen em. Em cũng mệt thấy mỏi. Chưa? Vòng qua vòng lại thấy chưa? Em cũng mệt mỏi với cái chuyện này lắm, em không có thích như vậy. Tại vì giống như người ta xem mình là một cái món đồ. Cũng có, không phải em, cũng có thể tập vì cái bạn kia thấy cái bạn này là quá thương em đi, yêu em mà nhiệt tình, mà sẵn sàng đi với em để tìm một cái người khác. Cái người kia thấy tội nghiệp cho cái bạn này, đâm ra cái người kia không đến với em, người ta rút lui. Đó cũng là một trường hợp. Bạn này đi một cái nước cờ nó quá quá cao đi. Cái này cho nó thật sự trong tình yêu đây là chiêu đó cưng, cái là chơi chiêu đó. Theo em tìm hiểu thì bạn này gái thẳng, bạn thẳng tưng luôn. Thì nó bây giờ nó không, bạn nó không thích em. Chứ nếu mà nó mà thích em, bạn nó sẽ không nhường. Đâm ra là cuối cùng là em đến với cái bạn mà dẫn em đi. Em giận á, tại vì hai bạn này kiểu sàng quá sàng lại quá, hai lần như vậy luôn chứ không phải một lần. Thì em không có nói chuyện nữa. Thì một thời gian sau tình cờ gặp lại thôi, thì bạn Vinh nói ngỏ ý là muốn em kèm bạn một môn, xong bạn kèm ngược lại em một môn. Em cũng đồng ý và mỗi ngày bạn qua học, là hai đứa học chung cho đến lúc mà thi xong là bắt đầu đi chơi, cứ dần dần có tình cảm. Có ngày bạn đó tự nhiên nhắn tin với em bảo là tao ở nhà một mình, tao sợ, tao qua nhà mày ngủ được không? Thì em cũng ok. Trong cái đêm đó thì hôn nha. Là nụ hôn đầu tiên của em luôn. Ai hôn ai cưng? Đến giờ em vẫn không biết là ai hôn ai á. Là kiểu hai người đều chủ động. Dạ. Sau khi thi chuyển cấp thì tụi em với đi một chuyến Đà Lạt. Tụi em đi chơi mà chụp hình, xong rồi up Facebook. Em không biết bằng cách nào ba em nhìn thấy, tại vì em xài hai Facebook khác nhau. Thì ba em nhìn thấy. Ngay cái ngày hôm đó em vừa bước vào nhà là ba em bước xuống, ba em bảo sao chụp hình giống yêu nhau quá vậy, con gái phải cho ra con gái. Em đứng chết chân luôn, em không nói được gì khác hết. Em vào phòng em đóng cửa. Ngay sau ngày hôm đó là em mất.
Bà em á là người mà chăm sóc em hồi nhỏ, thì ba mẹ em đi làm suốt, hàng ngày là em ở với bà hết. Thì trong nhà em là bà là người em quý nhất. Thì bà mất, kiểu lúc đó em suy sụp lắm. Em không có muốn là ai biết cái chuyện đó hết, nên em mới nhắn tin cho bạn này, em nói là nhà tao có việc cho nên tạm thời là tao không có online hoặc là gặp mày nhiều được. Thì từ từ đi, tại vì em cũng lo lắng chuyện ba mẹ em nói như vậy. Hết một tuần sau đó bạn nó chịu không được, bạn đến nhà em thì thấy là nhà em vẫn còn đang để tang á. Bạn ấy nói với em một câu là mày không coi tao là người yêu. Em rất cảm thấy rất là buồn, là tại vì em không chia sẻ được. Một thời gian sau bạn cũng đối xử lại với em y chang như vậy, là ông bạn bận. Ủa tại sao mà thí dụ gia đình mình có chuyện buồn thì mình không có thể chia sẻ với là người yêu mình, chỉ thấy cái chuyện đó bình thường mà. Nhưng mà có gì đâu mà mình không chia sẻ được. Mà em cũng muốn người ta thấy em vui chứ không phải là buồn. Kiểu em không có thích làm trì mối quan hệ á. Lúc mình buồn người ta chia sẻ với mình thì người ta mới là người thương mình thật sự. Chứ phải như gặp nhau vui vẻ hạnh phúc ở lúc mà buồn là mỗi ngục nơi đâu có được. Tình yêu là buồn vui là phải đi đâu với nhau. Lúc mình buồn là người yêu mình chia sẻ với mình. Lúc mình vui thì hai đứa cùng hạnh phúc mới là tình yêu. Bạn bè tốt cũng vậy, chứ đâu phải lúc nào vui mới gặp nhau, lúc buồn là kêu không qua đâu. Những lúc buồn là những lúc mình nên thử cái người đó có thương mình, cái người bạn đó có chơi tốt mình hay là không. Gặp sóng gió mới biết người chân tình. Thì em thấy là tất cả những cái mà bạn đối xử với em, bạn rất là tốt. Bạn đó đang làm lại cho em thấy cái em có khó chịu không? Đó, là bạn đó muốn cho em biết là giống như lúc mà những lúc mà không gặp nhau á, bạn đó không chia sẻ với em á, em có cảm thấy khó chịu là không? Giống như ngày xưa gia đình em có tang em giấu bạn đó. Thì sau đó là bạn anh bạn đi nghĩa vụ quân sự về. Đi bộ đội đó. Anh mới nói, anh biết chuyện của tụi em thì anh nói là anh biết nhưng mà anh không có ủng hộ. Em cũng kiểu suy nghĩ là ở gia đình bạn nó cũng không có muốn như vậy. Mẹ thì muốn là học xong 12 là lấy chồng luôn. Cho nên em cũng không có dám. Không ai ủng hộ hết á. Dạ đúng rồi. Cho nên em quyết định đường anh ấy đi. Rồi nhưng mà em chưa come out với gia đình của em đúng không? Dạ cho đến bây giờ luôn là không ai nhắc gì đến cái chuyện là Tại vì gia đình bạn này biết rồi. Đâm ra cũng đâu có cần phải come out. Có nhiều người gia đình đã biết từ nhỏ lớn rồi, đâm ra nó không cần phải come out. Còn có nhiều gia đình là không có nghĩ con là như vậy. Cứ nghĩ con mình là con gái thật sự. Đâu ra mấy bạn nó đến lúc nào đó mấy bạn mới cần khơm em. Còn bạn này như vậy thì hình dáng như vậy thì từ nhỏ lớn này chắc cha mẹ đã biết rồi. Mà cha mẹ mình sinh mình ra nữa, tính cách mình như thế nào là cha mẹ mình để ý, chỉ có là không nói ra chứ sao mà không biết được. Rồi bao giờ em mới chính thức come out với lại ông bà nội của em? Dạ thì em mới suy nghĩ ra là ở dưới Biên Hòa không có cái hội dành cho LGBT. Nên là em lập ra một cái ad ở trên Facebook là cộng đồng LGBT Biên Hòa. Em mời hết tất cả các bạn trans rồi gay rất là nhiều luôn. Xong rồi dành ra ngày chủ nhật để đi ọc mỗi tuần. Kiểu cứ tuần nào em cũng đi như vậy. Tới có khi 9-10 giờ tối em mới về thì ông nội em xin nghi. Ông nội em đi theo rình, phát hiện ra là em đang ngồi trong một nhóm khoảng 20 mấy người. Toàn là con gái mà cắt tóc con trai rồi. Có cả những bạn nam gay mà trắng trẻo mà ẻo lả. Trời ơi, ông nội em kiểu tức giận lên xong nhào vô, lôi về, khóa cửa nhốt lại ở nhà, không cho đi đâu hết. Điện thoại hay là bạn bè gì bên ngoài là cắt đứt hết. Lúc đó là bị nhốt, khóa trái cửa ngoài. Giống như là mình đi ra đi vô mà cứ tới gần cửa là sẽ có người canh chừng mình, về chừng mình. Em mới nhớ ra là ở trên phòng chú em có một cái ban công. Em leo lên trên đó, em nhảy xuống. Là em bỏ nhà em đi luôn. Em đi được 3 ngày. Nhảy xuống có sao không? Dạ. Cao không cưng? Dạ, ban công lầu 1 thôi chị. 2 mét? Dạ. Kiểu mình đi thì đồ đạc cũng không có, tiền bạc cũng không, điện thoại, không có giấy tờ gì trong người hết. Em ở nhà bạn này 1-2 ngày, rồi qua nhà bạn khác 1-2 ngày. Tới khi mà bạn em nó đi kiếm em, nó nói là Bi ơi, bây giờ mày về đi. Ông bà nội mày nói là nếu mà mày không về á thì ông bà nội mày sẽ báo công an. Em cứ suy nghĩ tới chiều tối luôn thì em quyết định là thôi đi về. Bởi vì mình mà ảnh hưởng nhiều người quá cũng không hay lắm. Mà em vừa mượn bạn được 50 ngàn, em bắt xe ôm đi về tới trước đầu hẻm nhà em. Em xỉu đầu hẻm luôn. Có mấy chú ở trong xóm đi ngang thì thấy em nằm xỉu đó mới bê về nhà. Tới ngày hôm sau thì ông bà nội có đưa điện thoại cho em. Thì em gọi
gọi hết cho bạn bè em qua đi chơi với tao đi thế này thế kia. Bởi vì lúc đó cái tâm lý là mình mới một vố vậy rồi, chắc là nhà mình sợ không có dám cản mình nữa đâu, nên là em kêu hết bạn bè về nhà chơi. Về nhà chơi thì ông bà nội cứ đi lên đi xuống ngó lườm lườm vậy, không nói năng với em tiếng nào hết, giống như là không có hài lòng đó. Dạ. Nhưng mà không dám cản em, sợ em bỏ đi nữa. Dạ đúng rồi, là lơ luôn, không nói một tiếng nào. Api, cho anh hỏi là bố mẹ của em đâu? À, bố mẹ em mất từ hồi em 2 tuổi. À. Dạ. Nhưng ba mẹ chắc bị bệnh hay sao mà mất sớm vậy? Dạ ba em bị viêm màng não, còn mẹ thì bị ung thư tủy. Hồi trước á thì em không biết là mẹ mất. Hồi đó em chỉ nghe ông bà nói là mẹ đi làm xa, mẹ không có ở đây, nên là giao em lại cho ông bà nuôi. Thì em có hỏi là mẹ con đi làm ở đâu, thì kêu là đi làm ở bên Trung Quốc. Rồi kiểu hàng xóm người ta cứ nghe như vậy, rồi lâu lâu người ta gặp người ta cứ hỏi nếu mà bây giờ mẹ con về nhận lại con á thì con có đi theo mẹ không. Thật sự là nếu mà là những người khác á, người ta sẽ nhận lại mẹ, nhưng mà em thì chắc em sẽ không nhận lại mẹ. Bởi vì từ nhỏ tới lớn em sống với ông bà nội, em thiếu tình cảm của mẹ em, thì em kêu bà nội em là mẹ. Bởi vì bà nội lúc đó cũng khổ vì em rất là nhiều, lo lắng cho đi học, rồi sáng sớm thì chở đi học, tối rước về, rồi lo cho học thêm, lo cho đủ thứ hết. Hồi đó nhà em rất là khó khăn, không có đầy đủ, nhưng mà cho em đi học á, thấy bạn bè em có cái gì là cháu mình phải có những cái đó, không để cho cháu mình túng thiếu cái gì hết, nên là em rất là thương bà nội với ông nội em. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn không sửa được, là kêu ông nội là ba mà vẫn kêu ông nội là ông nội. Cuối năm em học lớp 10 là em quen một cái anh đó, là anh đó cũng là con gái luôn, nhưng mà tại lớn hơn em nên là em gọi bằng anh. Xong rồi em dắt về nhà, em giới thiệu luôn. Dạ. Em nói là ông nội đây người yêu con. Trước khi em dắt về nhà em giới thiệu thì em cũng nghĩ là ông nội bà nội em đã biết rồi đúng không? Dạ. Em mới dám tự tin để em đưa về để đem giới thiệu đúng không? Dạ, bởi vì em nghĩ là cái đợt mà phát hiện em trong cái nhóm đó là cũng đã biết nghi một phần rồi. Đúng rồi. Xong rồi em dắt về em nói ông nội người yêu con. Xong ông nội cũng hỏi bạn đó là đang đi làm gì, nhà ở đâu, ba mẹ còn không? Hỏi y như là tra khảo người ta. Cái ông nội hỏi là thu nhập ổn không? Ông nội, ai em quen ai ông nội cũng hỏi câu thu nhập đó. Sao em khổ quá. Nhiều lúc em ngại với người ta luôn á, kiểu giống như mình quen người ta vì cái điều kiện của người ta á. Ông nội kêu quen bạn bè thôi nha, không có gì bậy bạ nha. Tại ông nội em chỉ muốn là em quen bạn bè thôi, ông nội em không có muốn em tiến xa hơn á. Còn đến bây giờ thì sao Pi? Dạ tới bây giờ thì ông nội em nhận đây là cháu rể rồi, làm gì cũng hỏi tới đây hết á, dục em qua một bên luôn. Bạn này xuất hiện từ lúc nào? Dạ sau cái anh đó là bạn này xuất hiện. Là bạn này là người thứ ba? Dạ sau anh đó khoảng 4 năm là bạn này xuất hiện. 4 năm rồi. Dạ. Quen nhau ở trường hợp nào? Dạ thì hai chị em. Chị em hả cưng? Gần như vậy. Hồi trước là em có viết một cái kịch bản phim, rồi em mới đăng lên, em gọi mời mấy bạn tới casting phim của em, thì có bạn này nữa đòi cast vai chính, vai người yêu của em. Mà lúc đó bạn trẻ trâu lắm kìa, nhìn bạn kiểu mặc áo thun xong khoác cái áo sơ mi sọc đỏ ngoài, đi chiếc mắt ngừng ở đằng trước chỗ casting của em mà ngồi trên yên xong gác chân lên nhìn em, nhìn em ghét lắm luôn á. Em nói thôi loại đi, không cho vô vai đâu. Từ hôm đó là chị em chơi với nhau luôn, đi chơi với nhau, đi uống cà phê, đi coi phim. Hôm đấy đang không thích nhau không thì là chơi sao thể chơi vai. Chơi với nhau mà tự nhiên chơi với nhau là sao, chờ cái gì bà. Giống như là buổi trưa đó casting thì nhiều người quá, em mới bực mình em không cho vô vai. Nhưng mà tới chiều tối về á, sơ lược lại thì em nói mặt này cũng được, thôi lập vô cái group đi, em cứ mời những bạn mà em nhắm được á, em mời vô xong em hẹn đi cà phê một khoảng thời gian dài. Xong rồi hai đứa cùng vừa chia tay người yêu xong, em qua quán của Giang làm pha chế, thì em qua đó em uống nước. Ngày nào em cũng vác cái thân em qua, em đi làm ở trên Sài Gòn em cũng ráng. Cho chị hỏi lý do gì cái quán nó đẹp hay là có ai mà để mà mình muốn đến? Một phần là cũng do quán, cái view quán em cảm thấy nó hợp với em. Ở Sài Gòn nhiều view quán đúng đẹp rồi. Lắm em ơi. Dạ. Tại vì ông chủ quán á dễ thương.
anh chủ quán cũng dễ thương luôn. Đấy chưa. Qua ngày hôm sau em nhận được một cái job chụp hình cưới mà em không biết kiếm ai hết. Em nhắn tin cho Giang, em hỏi là: Giang ơi, chị có cái job này nè, em đi chụp với chị được không chứ chị không tìm được người. Giang mới ok. Rồi em hỏi thêm câu là: mà đi chụp với Bi vậy rồi người yêu bé có ghen không? Giang nói: không sao đâu Bi, người yêu bé biết Bi mà. Thế là hai chị em đi chụp. Chụp xong rồi có mấy cái ôm rồi hung rồi này nọ. Chị ơi, chị thấy hai chị em này lòng vòng lắm không? Hai chị em này là có thích nhau. Rồi quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. Rồi cuối cùng đi cũng đi chung đường. Thích nhau mới kêu người chụp. Đâu phải là thật sự nếu mà muốn có người chụp nhiều lắm, hỏi như này, hỏi như kia, hỏi như nọ. Tự nhiên, trời ơi bà ơi. Hỏi khi chụp rồi, rồi chụp với lại Di với chị rồi. Người yêu em có ghen không? Nên nếu mà sợ ghen, đúng, nếu mà sợ ghen thì đừng có kêu. Cái câu thăm dò để người ta người yêu làm sao. Kêu xong rồi hỏi là có ghen không? Tới một cái ngày định mệnh là rồi. Cái bùng gì tới luôn. Nó tới luôn. Là bữa đó em cãi nhau với bạn này. Một cái chuyện rất tào lao là em không ăn. Xong mà bạn này cứ nói qua nói lại, cái kêu thôi mệt quá tôi không nói bà nữa, bà muốn làm sao bà làm. Cái bạn này nín luôn, không nói, không nhắn tin, không nói chuyện với em nữa. Rồi em cảm thấy khó chịu. Dạ, ngay lúc đó có cái chị kia, chị nhắn tin: Bi ơi, hôm nay sinh nhật chị, qua bên đây chơi sinh nhật chị đi. Thì qua đó đi karaoke. Chị đó cũng biết cái mồi là em thích ông này rồi. Mới vừa bước vô bà tấp cho mình mấy lon bia luôn cho em xỉn. Rồi ha, bà lấy điện thoại em, bà kiếm Facebook ông này. Cái bà nhắn tin, bà kêu: Giang ơi, hôm nay sinh nhật chị, nể mặt chị qua đây chơi chị đi. Cái mình đang đứng mình hát nha. Cái bà đó bà cũng rảnh quá. Em đang đứng em hát xong chị cứ dúi dúi cái điện thoại vào tay em kêu: Bí 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 ra chỉ đường cho nó vô. Thì em không biết là đang gọi cho ông này. Em đang đứng này em vẫy tay. Bà nghe giọng cưng biết hả? Xỉn rồi chị. À, như là cưng không nghĩ là bạn này. Dạ. Không, chạy gần gần tới em thấy ủa cái đầu trắng trắng nha, đeo mắt kiến, chạy chiếc mắt màu xanh nha. Ủa. Không, ổng cũng lạnh lùng, ổng chạy xe vô gạt trống xuống, leo xuống gỡ nó bảo hiểm. Em đón về. Tại vì đâu cưng. Dạ thì lúc đó trời cũng một đêm mưa gió bão bùng. Dạ. Cũng là mưa gió bão bùng. Dạ mà mưa lớn luôn. À vậy là ông trời ông giúp hai đêm đó. Em mới nói là thôi giờ về trên nhà bạn này mà mưa lớn như vậy cũng ngập, không có về nhà được. Mà em bây giờ cái giấc này em về nhà cũng không vô nhà được. Cái là hai đứa thuê cái phòng ngủ. Ông trời mưa ác dễ sợ. Làm cho hai đứa không về nhà được đúng không cưng? Dạ đúng rồi, tại ông trời. Chứ mà tụi em đâu có muốn như vậy đâu. Ấy là em cũng thuê cái phòng ngủ nhưng mà thuê hai giường. Tại có em hai giường nó chi vậy, lòng vòng quá. Em cũng bực mình thật sự luôn á. Tại mình đâu có chắc là người ta chia tay bồ chưa đâu. Mình lãng quạng, mình bị đánh ngang người ta. Em chưa chắc mà em dám dẫn người ta vào nhà nghỉ. Mới đầu em nằm giường bên này nhưng mà cái giường bên này chỉ có gối không có chăn. Em nhường cho bạn cái người cái giường bự nhất. Bạn mới kêu là thôi bà qua đây bà ngủ đi, tôi nằm bên đó cho. Thì em qua hỏi chứ sao vợ. Cái là tối tắt đèn. An kêu tắt đèn. À bên đó luôn hả? À, em cũng sợ tối. Nhưng mà em cũng thích tắt đèn. Mà tắt đèn có gì không? Bữa đó có gì không? Có rồi hả? Là bữa đó tắt đèn là có luôn. Lúc đó em đã có tình cảm thật sự chưa? Là em quyết định là em à, sao cái đêm đó là thích rồi đúng không? Thật sự á thì em thích bà này từ rất là lâu rồi, từ cái lúc mà em nhìn thấy được bức hình đăng trên Facebook mà đăng tuyển diễn thích viên. Thì thích nhưng mà sau khi ưng ái rồi có thích hay không là chuyện khác nha. Thì đó, bởi vậy giờ với tới nhau chị. Đó là cái này coi như là ok đúng không? Dạ. Chứ khi thích mà vô cái chuyện đó không hợp cũng đâu có thích đâu. Xong rồi chị của bạn này mới thấy bạn này hay đi quá, nhắn tin cho em. Thì lúc này là hai đứa đang có một cái biến cố rất là lớn mà nghĩ là sẽ không tới được với nhau luôn. Chị của Giang nhắn tin cho em: nếu mà chơi với nhau á đàng hoàng chứ đừng có rủ nhau đi đêm đi hôm như vậy. Giang nhà chị á từ trước đến giờ không có đi như vậy. Chị đó nghe nhiều những người ngoài nói về gia đình em là ba mẹ em mất, thì chị đó mới dùng một câu rất là nặng mà em nhớ tới bây giờ luôn: em không có ba mẹ để dạy em, nhưng mà Giang nhà chị thì có. Nên là nếu hai đứa cứ như vậy hoài thì chị sẽ cấm không cho Giang chơi với em nữa. Em mới chụp cái tin nhắn nó gửi qua cho Giang. Cái là em cũng cảm thấy chạnh lòng á. Tự ái chứ. Dạ, nói là không biết bây giờ mình có nên tiếp không hay là thôi để cho Giang thoải mái. Bởi vì cũng trăn trở lắm, em tính là em không quen nữa rồi. Nhưng mà, ủa, mình quen là chuyện của mình, người ta nói về chuyện của người ta. Đúng rồi. Cái em cũng kể cho ông càng này nghe. Càng cấm là càng yêu. Dạ, phải vậy. Rồi em phải quen để em chứng minh cho gia đình bạn này thấy em là người đàng hoàng. Dạ. Em cứ luôn là lúc đó giống như là mình có tập rục rịch rồi.
mình đâu có gì đâu, tình yêu mình phải yêu. Lúc đó thì em hết hạn thuê nhà, em trả nhà, cái gì em mới kêu là về thuê nhà tôi đi, thuê một cái phòng đi rồi phụ má tiền điện nước. Thì mấy cái chuyện lấn cấn trước á, em ngại, em không muốn về, tại kiểu mình chưa biết người ta có hiểu mình hay chưa nên em không dám về. Xong rồi em mới kêu để tôi về tôi hỏi má cho. Xong rồi về hỏi, em dọn về em tính là em chỉ ở 1-2 tháng rồi em tìm chỗ khác em thuê. Em ở tới giờ luôn 2 năm. Em về em ở là gia đình Giang bình thường với em. Dạ. Mà bây giờ gia đình biết hai người quen nhau chưa? Em nghĩ chắc là biết đó, nhưng mà không có ai đề cập hết. À, nhưng mà bọn em chưa có chính thức ra mắt gia đình của ai hết đúng không? Dạ, chỉ là người lớn tự đoán với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Rồi về bên nhà Giang ở, về mỗi người ở một phòng. Dạ không, em ở chung phòng Giang. Ủa sao bảo là ở phòng khác để giúp mẹ tiền điện nước? Ông Giang ông nói, nhưng mà tới lúc em dọn về ông kêu thôi ở chung phòng mà không đi, khỏi mất công dọn dẹp. Vậy là nhà khác. Biết rồi. Cái nhà biết chân rồi. Cái em để đồ vô em ở chung luôn, đâu biết gì đâu. Tại nhà người ta, ta cho mình ở đâu mình ở đó hả? Ủa sao em dễ vậy cưng? Ông Đạt chắc thương quá chị. Trời ơi. Là hai người ở chung nhà 2 năm rồi. Dạ. Hồi trước á, em ở em cứ sợ là em không có hợp với lại cái cách sống của nhà Giang, bởi vì nhà Giang là người Bắc còn em là người Nam. Ai ngờ về em ở em hợp với mẹ kinh khủng luôn á, hai mẹ con suốt ngày cứ bày ra nấu nướng, thì mẹ chồng con dâu mà nấu ăn. Xong rồi ông này từ năm mấy giờ 66 kg rồi, nhà ai cũng mập lên nhờ hai mẹ con em hết trơn. Người Bắc không yêu rồi thôi, mà yêu là yêu yêu rất là sâu đậm. Dạ trời mà cứng rắn á, lúc mà bỏ rồi bỏ cũng rất là nhanh. Chị có vẻ nhiều kinh nghiệm với người Bắc lắm. À, chị đã có nhiều mối tình của chú trai Bắc mà chị biết, mà chú Bắc yêu tha thiết lắm. Nhưng mà nếu mà khi mà quyết định một vấn đề gì là cái rụp. Dạ. Còn trong Nam mình là tình cảm dây dưa hơn. Giờ từ đó đến giờ có góp tiền điện nước cho mẹ không em? Em đưa mẹ không lấy. Em cứ nói cô ơi con phụ tiền tháng này kia. Có nhiều có tiền không? Mẹ đâu đi chô gì nữa. Ngại. Có gì đâu ngại. Chứ sao cũng kêu à. Tại vì em có cơ sở để em nói câu đó. Em mồ côi cha mẹ, đâm ra em thiếu tình thương. Đâm ra là con thấy cô có nhiều điểm giống như mẹ con. À, hay là cô cho con gọi cô bằng mẹ đi. Cô là mẹ nuôi con được không? Em sợ mình nhận mẹ nuôi xong mốt được lấy con mẹ rồi sao? Cái đó mẹ nuôi là trên danh nghĩa thôi. Hiểu không? Tại vì mẹ sẽ nuôi để mà mốt con của mẹ ăn. Mẹ sẽ nuôi để mà mốt con của mẹ ăn. Thì ra là em nghĩ là mẹ em cũng nhận rồi chứ. Có lần bạn này đi chợ chung với mẹ, thì mấy cô ngoài chợ quen á, hỏi mua đồ gì nhiều vậy, mua chai ăn nhiều vậy, mua dâu rể ăn. Mà em có hai chị gái thôi, tức là chỉ có rể thôi, đâu có dâu đâu. Mà đó, nói dâu rể đó, sẵn dịp thấy... là chuyến này về là nói luôn. Dạ. Mình chỉ chúc hai em sẽ được trăm năm hạnh phúc. Và chúc cho em khi mà em mở lời em nói cái vấn đề nãy chị chia sẻ. Nhưng mà chị nghĩ nè, em sẽ thành công. Chị chúc hai em sẽ trăm năm hạnh phúc và đi đến với nhau bằng một cái kết tốt đẹp. Dạ. Đó là hai tụi em sẽ cưới nhau ha. Dạ. Rồi bây giờ bọn em có cái kết nào đẹp đẹp dành cho chương trình không nào? Tuân hay thích hung và thích nhìn người khác hung để rút kinh nghiệm cho mình. Chị em. Thưa quý vị, và chúng ta hôm nay lại gặp lại nhau với bốn chị em tụi em, và đề tài hôm nay vô cùng hấp dẫn, và đó là một trong những là bản tin rất nóng trong cộng đồng LGBT luôn, quý vị, và bị lợi dụng trong tình yêu. Trời. Nhưng mà em nghĩ là nghe là mọi người luôn cảm thấy nó áp lực và nó nặng nề dễ sợ. Là em đã từng bị lợi dụng chưa? Trời, em chắc chắn ở đây một người bị hết rồi nha. Hứa luôn, thật sự áp lực lên hàng chưa bị hứa luôn hả? Không gì chưa bị luôn này đó. Nếu như là cái trắng thì không gì ơi. Thật sự nếu mà chưa bị mình đâu có ngồi hay chia sẻ rồi đó. Anh đi về đi hả? Biết không? Bỏ câu chuyện. Nhưng mà này nó có rõ ràng ra nè, nếu mà không lợi dụng trong tình cảm thì thôi bây giờ mình sẽ lợi dụng trong tiền bạc đi cho em dễ nói, hoặc là không em chưa bị hết luôn. Không, tại biết sao em tự phá. Chương trình đã thôi mời hạ kia chương trình nó khác, có phù hợp không? Phù hợp người đi, có người nào bị lợi dụng nhiều nhiều chứ đâu có gì để nói. Hạ chưa có bị cái gì hết trơn á, trời á. Nhưng mà em là người có cảm ơn sáng xung quanh em có rất là nhiều, là có xảy ra nhiều. Đúng rồi, có khi là nó không lợi dụng người ta, nhưng mà người ta lợi dụng là không nghĩa là không bị người ta lợi dụng, mà nó lợi dụng người ta. Em tại vì thân giác thiệt, không có bị lợi dụng. Còn chị em mình biết em bị lợi dụng tổn thương. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chi tiết
từng câu chuyện luôn, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho người lớn trước. Vậy thì bây giờ cái chuyện mà lợi dụng cho tình cảm trong cộng đồng mình đặc biệt là cái gì, lớn tuổi là có điều kiện là cái điều gọi là thường xuyên xảy ra, thì ở bản thân mình biết thì có điều tình cảm là cái điều quá trời luôn, bây giờ nhiều quá không biết nói cái khúc nào vừa. Và bây giờ nếu mà quá bức xúc thì sẽ như từng tập đi, từng tập này mình nói. Bây giờ quá trời luôn, bây giờ nhắn lợi dụng nó mới vừa yêu nhau bắt đầu nó đầu mua cái này, nó đầu sắm kia, sắm thế này em gì, cái nó em má anh thiếu nợ, má anh bây giờ cái má trốn nợ được cái kia nợ giờ em cho tiền nó trả nợ được cái kia, xin tháng gì luôn không bây giờ em tô nhà tô cửa cho anh đi. Rồi em ăn mình mới làm đám cưới rồi được. Trời ơi, cất nhà nó đầu nó thấy. Cô bị luôn rồi cô chấp nhận cô cho tiền luôn. Ông có cho nhưng mà nó đầu quá thì mình không ở với thằng đó. Rồi mình quên cái thằng khác tiền, khác nó lợi dụng từ từ. Thay vì giờ mình đưa bao nhiêu tiền cho nó đeo xong, cái đầu đi về cái nó mất cướp mất. Cộng viên cây mắt. Nó làm gì? Rồi nó ăn nước mớ gì? Được rồi, có nghĩa là có đứa nó thì nó sẽ nhào vô nó kêu là xin tiền. Chứ là cho tiền đi trả nợ cho má gì đó, rồi mình qua cái cơn đó mình tới với người tiếp theo thì mình ăn có nghĩa là tùy vào trình độ nhận thức với lại gọi là kinh nghiệm nhau kỹ năng của nó mà nó quyết định là nhanh hay chậm và cái tiết tấu như thế nào. Còn đâu cái anh thương em về để ở với em rồi dễ bây giờ anh còn mắc nợ chỗ này 40 triệu chỗ kia 50 triệu bây giờ để em gác mà đi rồi anh trả nợ rồi anh về với em được. Có gì nên cho mình lòi tiền ra mình trả nợ cho nó. Nhưng mà sao nhiều lần quá thì mình vẫn không được lừa gạt được họ đấy. Sao mà mình bị hoài đúng không? Mấy cái con người ta gạt chơi. Nói vậy không phải là không có người là họ thương mình một cách chân thành, nhưng mà đôi khi bởi vì sao? Bởi vì nhiều người ta biết gì được hiếu, bởi vì thứ nhất có điều kiện này, thứ hai giàu từ đầu tới chân, có nghĩa là giàu có. Cho nên là khi mà họ tới thì họ đặt cái tiêu chí nó cao hơn cái tình cảm. Có nghĩa là cái người ta chắc ăn là vừa vừa hóng ổ đó. Thế ta có nhân sách vừa hóng ổ đôi khi là như vậy. Cho nên là không phải là người ta không có cái thức định mà sự thì có. Ví dụ chị nói em nghe, ví dụ cái anh nó đi, anh thương chị thật lòng, rồi má anh lợi dụng, em anh lợi dụng, rồi rút cuộc tiền hai đứa người ta chia tay không. Nếu mà bây giờ mình ở với anh này mà mình không cho má anh mượn tiền, bây giờ nó nói bác thiếu nợ ngân hàng cho bác mượn bác trả, đưa cho bác xong rồi mới mốt bác không trả được chết không? Có nghĩa là tác nhân là không phải là người yêu đó, rồi bây giờ nó lại một cái khác của người yêu thì yêu thật lòng. Đúng rồi, nhưng mà gia đình và những người, những cái vệ tinh xung quanh nó bắt đầu làm mình sẽ không cho bà già chồng mình ngủ, thì mình về là bà già chồng mình làm lơn rồi cái thằng chồng mình nó buồn, nó có hiếu mà nó nghe lời má nó rồi rốt cuộc nó cũng lơ là nhưng mà rồi hai đứa cũng phải chia tay. Còn đủ giờ thì mình cảm ơn thì là mới lắm. Còn đủ thứ chuyện nó theo đuổi có gì đó ngoài, ví dụ như ngoài người không của ảnh rồi ngoài người yêu thì còn rồi đủ thứ chuyện tên nhiều khi cái anh này anh có vợ xong một cái ảnh phải đi thăm con ảnh, đi thăm con hàng tháng đi thăm 3 lần rồi á, rồi một năm đi 3 lần nó mấy triệu rồi anh về anh cho tiền má ảnh rồi anh đi đám đi tiệc nhưng rồi em làm cho nó anh hãy tìm đủ cái tiền tên em ơi. Thấy là tôi đi rất nhiều người nhưng mà không có yêu mình. Đúng rồi. Em lợi dụng giờ. Em lợi dụng giờ. Chỉ lợi dụng mình thôi chứ không ai thương mình thật lòng. Cho nên là nhiều người lâu trong cộng đồng, đặc biệt là những chị có điều kiện là không có tình cảm gắn kết, gắn kết lâu dài thì nên là họ gắn kết không như vậy. Nghĩa sống được mình thật. Còn số em bị lợi dụng. Em thì là dùng được tình cảm cũng có và tiền là cũng có hơi nói về tiền bạc. Ừ, đó là cái thời điểm mà em mới lên Sài Gòn, em mới lên Sài Gòn là em chưa biết gì hết trơn á, cũng chưa biết gì hết trơn mà cũng nói chung là không ai biết mình mà mình cũng biết ai. Đó mới lên Sài Gòn thì mình đi học kịch mà đã không có tiền, rồi sau đó giống như mình phải thầm thương trộm nhớ cái anh, giống như em sinh hoạt câu lạc bộ kịch thì anh đó sinh hoạt câu lạc bộ ca sĩ. Đó, thì giống như là mình thấy đẹp trai, ngon ăn, mình thích, mình để ý. Cái bắt đầu là đi cà phê, anh em đi cà phê, đi ăn nhậu này đó, giống như là anh em mình thôi. Nhưng cho tới khi mà người ta biết là mình có tình cảm với người ta, bắt đầu có nhiều cái xảy ra, ví dụ như là lâu lâu lại nhắn tin là cho anh mượn ít tiền để anh việc thì thời gian nó được cho
Tại vì cái thời điểm em mới lên Sài Gòn á, đối với em mấy trăm ngàn hay 1 triệu 2 triệu đó cũng quá nhiều, nó cũng nhiều lắm. Kêu đưa 200 cũng đưa 200, đưa 300, đưa 300, 400, nói chung là đưa, nhưng trả, có trả lại, có trả lại nha. Rồi cho đến một cái lúc, đó là bây giờ anh bị công an phạt xe, phải lấy xe ra mới chở em đi chơi. Nói vậy đó, quan trọng là lúc chở đi chơi đó. Lấy xe ra mới em đi chơi, em nhớ là lúc đó là Noel. Đó là mới chở em đi chơi được. Bây giờ mà má anh thì cứ quên, không có kiểu là không có biết mà chuyển tiền mà online á, phải đợi tới ngày có đứa cháu nó đi về nhà nó cầm tiền đi ra ngân hàng gửi lên được cho anh. Cho nên bây giờ em cho anh được đỡ 6 triệu đi để anh đi lấy chiếc xe ra bị công an phạt gì đó, lấy xe ra rồi và bà bác gửi lên trả cho em. Thì mình thật sự là mình muốn một mình bé trai dễ sợ, mẹ nó kêu gì cũng đưa hết trơn á, đưa liền mà không có kiểu là không suy nghĩ luôn, không một cái suy nghĩ, không một cái đắn đo hay là nghi ngờ. Kêu rồi mình dây rắp gọi về nhà em cũng quên, gửi lên đưa liền, đưa luôn đưa được, không suy nghĩ, không được đưa hoặc là cái kết quả mất tiêu luôn. Không phải là em ngu hay là em bây giờ em ngồi kể câu chuyện mà em bình tĩnh, em sẽ thấy là họ sẽ muốn mình giải. Em thật sự lúc đó mà mình chỉ muốn cái vế quan trọng nhất là mình có xe để đi chơi đó không ai gặp ai là người yêu của mình. Cái đó là khi yêu là không muốn mù quáng hết, cho nên là bị lừa thì cũng qua cái ngày hôm sau còn có tin nha. Qua ngày hôm sau tại vì đó là tối mới đi chơi cái xong á. Tối bữa đó xong cái nói là thôi bữa nay anh đi làm thì mệt quá, là tối đâu em á, anh đi làm thì mệt quá thôi đi cũng được, thấy ngày mai đi chơi nha. Cái trưa mai nhắn tin cũng nói là anh mới ngủ dậy xong, cái chiều nhắn tin không trả lời, tối nhắn tin trả lời, qua bữa sau nhắn tin không trả lời, rồi hỏi hỏi với em kể từ ngày hôm ấy cho thời điểm ngồi đây chưa gặp mặt lại nó luôn, mất tích luôn. À sao hay đọc tên đi qua chương trình ta biết anh Vũ qua livestream này chuyển tiền qua cho em 3 triệu thôi, 3 triệu hơn 3 triệu là em gửi anh đi, anh Hoàng Vũ. Trời ơi là trời, thiệt sự luôn á, cái mất hẳn luôn, Facebook không tìm được luôn, Zalo không có luôn, mà nói chung là không biết còn tồn tại trên đời này rồi hay không. Cái đó cũng đâu quan trọng đó. Nói đôi khi là ta đi rồi. Sao tới bây giờ, thí dụ có rất nhiều những người bạn đôi khi mất đỡ tên lâu á, vô tình mình đứng lướt vào thấy nó bây giờ không, nhiều khi mình nhớ cái tên người ta nhà mình nhỏ trên Facebook hơn là không, nếu mà nó cái mục đích những người bạn của chị nó nằm xuống rồi vẫn còn thấy nha. Còn cái bạn của em có khi bay gọi trái đất rồi vừa thấy luôn á, thiếu luôn rồi. Rồi bị lợi dụng là một lần hay nhiều lần, nhiều lần mà không thu hút được kinh nghiệm. Bạn bè mình xung quanh mình có thấy trường hợp nào vậy? Cũng có một cái bé đó cũng là thằng em bây giờ nó mất rồi, nhưng mà ở cái thời điểm đó thì hai đứa học chung, thì bé đó cũng là một bạn gay không còn gặp luôn. Nói là nó không đẹp lắm, nó tránh là chị hơi hỏi được nó, nhưng không có được nhiều người thích nên là em cảm thấy là đặc biệt là trong chuyện tình cảm luôn, nếu mà có ai đó sẵn sàng mời giang tay ra với nó thì nó sẽ rất là thật mình như kiểu như vậy. Em nói là cái lần đó thì cái bé này nó cũng chỉ là sinh viên thôi, chỉ một tháng đi làm thì chỉ biết hơn sinh viên mà đi làm thêm một tháng không có bao nhiêu hết, nhưng mà bạn trai bảo là hư xe hay là bị hư điện thoại hay là thiếu tiền nhà cũng sẵn sàng như thế. Là, bây giờ em có thể cho anh một bên đó để anh mở một cái kinh doanh riêng của anh thì ví dụ như vậy. Thì cái này nó cũng, mặc dù nó không có, cũng sẽ đi một bạn nó cũng sẽ đi một người này người kia, sẽ đem gom góp với những cái điều của thằng bạn. Nhưng mà để hỏi nguồn gốc quê quán của người này như thế nào thì nó không biết. Nó là sao không biết. Mà cái người mà yêu nó cũng không phải là cái người gọi là bạn quá xuất sắc nào đâu, hay là có nhiều điều kiện
chỉ là đơn giản là người ta chấp nhận nó, người ta yêu nó thì nó sẽ sẵn sàng nó dâng hiến hết mọi thứ. Nên thì đó cũng là một cái gọi là cái thực trạng, gọi thực trạng chung trong cộng đồng LGBT. Có một số người thì họ sẽ có cảm giác là họ đang bị khiếm khuyết một cái điều đó ở bản thân họ, nên là đâm ra cái này em nói thẳng với chúng tôi một chút tiên buồn, họ sẵn sàng đem hết mọi thứ họ có để bù lỗ cho những cái khiếm khuyết của họ và họ lấy lại cái tự tin. Là cũng nghĩ vậy đó, các bạn như thế này qua ba câu chuyện rõ ràng như thế này, ở bản thân lỗ cũng đã từng bị như vậy rồi, nhưng mà là không, nhưng mà khi mình rơi vô trường hợp đó mình không bao giờ biết là mình bị lợi dụng cả. Mình đang nghĩ đó là đôi khi mình có điều kiện hơn, đôi khi mình có được một cái kinh tế ổn định hơn, điều kiện một cái sự giúp đỡ này cũng nghĩa là mình chỉ muốn người ta cũng vui chứ không thể nào là lúc nào mình nghĩ của mình là mình phải muốn tốt cho họ, lúc nào mình đang được. Nhưng mà ở cái trường hợp của đội nó không chỉ là kinh tế mà là cũng thuộc về, ví dụ như người ta muốn yêu đời, người ta hát những cái gì như vậy thì họ cũng có đặt điều kiện của người ta. Đó. Nhưng mà rất là may là ở bên cạnh đội có những cộng sự họ rất bình tĩnh và họ nói là ok thì tôi thấy bà nên cẩn thận và cảm giác là vui được lúc nào thì hết đó, cho nên là rất là cái tài chính về tài chính là không có việc gì, không hầu như là không có việc gì, không có việc gì. Với lại bạn cũng chỉ nghĩ thế này, ví dụ đối với chị việc mà mình cố gắng sẽ giữ mình một cái đôi giày là một cái áo nó không có phải quá khủng khiếp, có nghĩa là ở mức độ đối với chị tình cảm nó sẽ có cái bà đang nói là chị cho được mặt tình cho bà đang, cho nên chị không coi đó bởi vì đối với người yêu mình thì cũng tạm ngược lại cho mình, ở đây chị cũng có bị lợi dụng của mình, nhưng mà thuộc về tình cảm gì đó họ nghĩ là quen với bà đó sẽ được biết, nhưng mà không được biết gì, cho nên là căn bản từ trước thì đa số là họ tới thì một thứ không phải là chuyện này, cho nên là cũng đỡ những quyền lợi của người ta. Nhưng mà thường nha là chị tự động chủ động mua chứ họ đọc, ví dụ như là người bạn hiện tại thì là anh cũng đi làm nghệ thuật của chồng thì anh cũng lâu lâu thì hai đứa cũng sai giày với nhau thì nó sẽ lấy giày của chị mang, rồi sau cái thì thấy là giày của mình nó cũng không có nam tính lắm nữa mà ổng đi hát nữa thì cần có cái giày của mình để đặt cặp, tức là tự chủ động theo ta đó là em để anh tình cảm vợ chồng con gia đình đó, gia đình đó là một không có liệt kê không đồ lạc. Nhưng mà em có những người họ dựa vào cái tính cách của em, họ sẽ đạt được điều thằng giỏi của em. Anh sẽ đôi khi là xuống dù em cũng không tặng hết, bây giờ không có được điều kiện nó nhiều. Hoặc là muốn đòi, đòi hỏi có nghĩa là sự đòi hỏi là biết liền, nhưng mà rất may mắn là chưa bao giờ có điều kiện. Thứ nhất là do cái thái độ rất là nghiêm túc trên tình cảm, và khi mình tặng mình có nói trước luôn à, cái này thấy nó ổn chứ không có cho thì dường cái mức mà là đang quy định của mình. Rồi, bây giờ hãy giờ bây giờ mình sẽ hỏi lại một lần nữa. Ví dụ như là em là giống như là em về tiền về vật chất, mình sẽ hỏi một chút về vật chất. Có bao giờ mình vấn đề về cả cái là ăn muốn sản em không được không phải người yêu, tại vì người yêu cái gì